Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài về giới thiệu các thiết bị điện tử linh kiện cơ bản. Đối với bài hôm nay thì chúng ta sẽ giới thiệu về các cái thiết bị điện tử cơ bản để chúng ta có thể học và lập trình được cho những cái ứng dụng về IoT cũng như các ứng dụng các bạn muốn làm sau khi học xong khóa học này. Thì các linh kiện cơ bản được học trong khóa này sẽ là rất là cơ bản. Những thiết bị thứ nhất là đèn LED, các cái loại cảm biến, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Các cái thiết bị chấp hành như là bộ điều khiển rơ le hay là động cơ motor để có thể điều khiển các cái sản phẩm của các bạn. Đặc biệt trong cái bài hôm nay thì chúng ta sẽ nói về những cái kit chúng ta sẽ học lập trình, nói về vi xử lý, đấy là những cái thiết bị cơ bản nhất để các bạn có thể lập trình sau khóa học này. Đầu tiên thì tôi sẽ đi vào cái mục về thiết bị LED. LED là một cái thiết bị điện tử cơ bản nhất chúng ta có thể học và lập trình đầu tiên. Còn đối với con LED này thì các bạn có thể thấy được rằng là ở đây các bạn có thể nhìn rất rõ là có một chân ngắn và một chân dài. Chân ngắn sẽ là chân dương và chân dài sẽ là chân âm. Mỗi cái điện áp khi mà đi qua một con LED nó sẽ thường bị sụt đi khoảng tầm 0,7 cho đến 1,5 V, nên các bạn lưu ý cái điện áp sử dụng cho LED thường thì từ 3,3V trở lên. Đối với một con LED, dòng điện đi qua nó cũng khoảng tầm từ 5 đến 20mA thì các bạn sẽ phải lưu ý để có thể tính toán. Các bạn lưu ý khi chúng ta lập trình một hay là cắm một con đèn LED thì chúng ta phải lưu ý cái giá trị điện trở khi chúng ta cắm vào cái LED này. Thường một cái dòng điện đi qua một con LED thì chỉ được chạy từ 5mA cho đến 20mA thì các bạn sẽ phải lưu ý với công thức tính toán của cái điện trở. Các bạn phải chọn giá trị điện trở và đèn LED sao cho phù hợp nhất. Thì trong cái slide tôi giới thiệu trên màn hình thì chúng tôi có giới thiệu các bạn cái công thức, một cái định luật rất cơ bản để các bạn có thể sử dụng, đó là định luật ohm, và các bạn có thể tính được giá trị điện trở tương ứng với cả giá trị LED. Thì đây cũng là một cái thiết bị tiếp theo của trong cái bài học này, đó là thiết bị điện trở. Và trong slide tôi cũng sẽ giới thiệu với các bạn rất là kỹ là cách các bạn ấy đọc một cái giá trị điện trở như thế nào. Ở đây các bạn có thể thấy con điện trở như này, nó có các vạch màu. Và đối với các vạch màu thì các bạn có thể thấy được rằng là mỗi vạch màu sẽ tương ứng với cả một số, và chúng ta sẽ từ đó chúng ta quy được ra giá trị của một con điện trở. Tuy nhiên với một con điện trở dán ấy, thì nó khá bé. Thì các bạn có thể nhìn ảnh trong cái slide ấy, thì các bạn sẽ thấy được rằng cách đọc của con điện trở dán nó sẽ khác cách đọc của một con điện trở có chân cắm, thì người ta gọi là điện trở cắm. Nó sẽ được cắm vào hàn và mạch và có thể nối với cả con LED để có thể hạn chế ròng. Thì đây là hai cái thiết bị điện tử cơ bản nhất và chúng ta cũng sẽ sử dụng trong cái bài học. Ngoài LED và điện trở ra thì chúng ta có một thiết bị rất cơ bản mà chúng ta thường xuyên gặp trong cuộc sống hàng ngày. Đó là nút bấm. Nút bấm thì đó là một cái thiết bị input đầu vào. Chúng ta có thể lấy được tín hiệu điều khiển. Ví dụ như tôi ấn như thế này thì chúng ta có thể là bật LED. Thì thường hàng ngày các bạn thường xuyên dùng công tắc để các bạn bật tắt đèn. Thì tuy nhiên đối với những thiết bị lập trình thì chúng ta sẽ phải đọc các tín hiệu đầu vào từ một cái thiết bị điện trở như thế này. Và thường trong một cái thiết bị điện trở như này các bạn để ý thì nó luôn có một cái gọi là một cái nút bấm này thì luôn có một cái gọi điện trở để treo lên điện áp. Và trong cái sơ đồ, trong cái slide ấy, các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta luôn phải nối một con điện trở với cả một con nút bấm. Thì trong cái mạch này, trong cái module này nó đã được tích hợp sẵn thì chúng ta sẽ sử dụng nó cho bài điều khiển lập trình nút bấm. Còn đây là một cái biến trở, các bạn có thể thấy được đấy là nếu các bạn nào có ứng dụng mà muốn điều khiển tín hiệu analog giống như cái tay chơi game của các bạn ấy, tăng giảm nhiệt độ hay là điều khiển cái động cơ servo một cách từ từ thì các bạn có thể dùng cái thiết bị này. Đây là một cái thiết bị cũng vừa là một nút bấm như này và vừa là một cái thiết bị điều khiển. Thì đây là một trong những thiết bị input vào của chúng ta. Tiếp theo, các cái cơ cấu chấp hành thì chúng ta có các thiết bị khác, ví dụ như là relé. Relé là một trong những cái thiết bị mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Một con relé các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có tín hiệu điều khiển đầu vào từ chân vi xử lý, và sẽ có hai cái tín hiệu đầu ra. Một cái thì nó sẽ ghi là NO là Norman Open, và một cái ghi là NC. Thì cái thiết bị relé này dùng để làm gì? Thì
thì phần lớn là các bạn có thể dùng để điều khiển các thiết bị xoay chiều. Ví dụ chúng ta có thể bật tắt đèn, bóng đèn, hay là chúng ta có thể nối con relay này để điều khiển máy bơm, bơm nước cho bể cá của các bạn, hay là chúng ta có thể bơm nước để tưới cây cho những ứng dụng của các bạn. Thì đây là tác dụng của chiếc relay này. Tiếp theo, relay thì chúng tôi có giới thiệu các bạn một loại là động cơ. Đối với động cơ thì chúng ta cũng có thể dễ dàng lập trình trực tiếp thông qua bộ vi xử lý. Từ cái bài trong bài chúng ta sẽ học thì có thể chúng ta sẽ có thể điều khiển được con động cơ servo này, và chúng ta có thể điều khiển cho các cái thiết bị của bạn có thể quay hay là bật tắt theo, ví dụ như là kéo rèm cửa chẳng hạn. Thì đây là một trong những cái đối tượng chấp hành cơ bản trong các thiết bị linh kiện điện tử. Cuối cùng thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn khái niệm về vi điều khiển. Vi điều khiển là gì? Ở đây chúng ta có rất nhiều vi điều khiển trên bàn. Đây là một con vi điều khiển mà chúng ta sẽ sử dụng cho khoa học của chúng ta. Đó là con SP8266. Hay đây là một con vi điều khiển cao cấp, một con chip dòng ARM. Thì nói một cách đơn giản thì vi điều khiển là một hệ thống được tích hợp giống như một chiếc máy tính của các bạn. Nhưng nó là một cái máy tính thu nhỏ, nó bao gồm có CPU xử lý, tính toán trung tâm, nó có bao gồm có cả ROM, cả RAM, nó cũng bao gồm có cả các cái phần điều khiển các thiết bị ngoại vi, ví dụ như lúc nãy tôi vừa nói là các thiết tín hiệu đầu vào, tín hiệu điều khiển đầu ra, điều khiển tín hiệu, cũng như là có những cái phần giao tiếp, xử lý giao tiếp, ví dụ như là USB, cạc mạng, Ethernet, hay là giao tiếp về UART, CAN, cũng như các cái chuẩn giao tiếp cơ bản khác. Tôi có thể tóm lại cho các bạn, vi điều khiển chính là một chiếc máy tính thu nhỏ của các bạn. Nó có chi phí rất là thấp, rẻ hơn so với một chiếc máy tính. Tuy nhiên, nó có chức năng gần như là tương tự một chiếc máy tính, và cấu hình của nó thấp hơn so với máy tính rất nhiều. Và nó thường được ứng dụng để chúng ta có thể làm ra các sản phẩm IoT. Và các bạn có thể thấy được rằng những cái dòng vi điều khiển đang thông dụng nhất hiện nay đó chính là dòng AVR, được sử dụng trong những cái thiết bị Arduino mà dân lập trình thường hay sử dụng để làm những ứng dụng nhanh. Hay là đây là một con vi xử lý mới mà chúng tôi đang sử dụng trong khóa học IoT, thì đó chính là con SP8266. Thì cái kit hiện tại tôi cầm trong tay là kit Note MCU. Thì các bài học sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn và phân tích rõ hơn cho bạn các cái dòng vi xử lý này và tại sao chúng ta sẽ sử dụng nó.